Tự nhiên này mà tới mổ. À, đang mổ luôn à? Lâu chưa không? À, cái đây chắc là 2 tuần. À, tức là bị tai nạn lao động xong mới bị như thế này đúng không? Chứ không phải này. Anh đưa một cái máy trộn, cái máy trộn bê tông. Cho nên là không nói chứ không. Cái này. Dạ. Cái này 2 tuần. Đây là bệnh nhân của Mai à? Dạ vâng. Mai lấy trước sân sân. Dạ vâng. Em xin giới thiệu chút về bệnh nhân ạ. Đây là Phạm Văn Lan. Vâng, Phạm Văn Lan sinh năm 1974 ở Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa. 1979. Tại anh cắt thì để em giới thiệu lại. Không sao. Thì giới thiệu với các cha là đây là anh Phạm Thị Lan. Phạm Văn. Hôm nay em hồi hộp với sao. Đây là anh Phạm Văn Lan sinh năm 1979 ở Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa. Thì hiện tại thì là anh vào viện là do là bị tai nạn khi lao động. Thì sau khi vào viện thì qua quá trình điều trị thì các bác sĩ thì anh Lan đây thì là đối tượng bảo trợ xã hội ạ. Một tháng hưởng 540.000 ạ. Và hiện tại thì gia đình anh thì anh cũng đang ở với một mẹ già 90 tuổi, cha mẹ mày quê ở Thiệu Nguyên à? Cái làng nào á? Các cha quê ở Thiệu Nguyên. Quê lại ở đây Thiệu Hóa. Cha quê Phú rồi. Học cái Phú này Nguyên là ở Thiệu Nguyên năm 74, sinh 74 ở Thiệu Nguyên. Quê gốc ở Thiệu Phú. À, và cây trồng ở Thiệu Nguyên. Cây chắc phần đây là trồng. À, đấy là con. Nhưng mà chồng tại sao mà lại anh như trong quá trình mình đó anh rồi cũng chú là nói là nhiều rồi ngày một cửa thì đang phải đi làm, cố gắng đi làm để trang trải cho vợ, vì là còn hai bố mẹ già nữa rồi hôm nay được với mới đi làm về tôi được máy trộn đi làm hộ đó rồi rơi được cái máy trộn hộ đó. Chắc là nát nên là không nối. Cái tay bên em là người trực tiếp mổ. Vâng. Cái tay bên này là nó bị đứt rời ra. Vâng. Còn cái chân bên này thì nó dập nát. Thế nên là phải cắt bỏ cả. Vâng. Em không là... May cũng anh cũng may mắn là mổ một lần mà anh không bị nhiễm trùng, không có vấn đề gì cả. Cắt nhiều. Là cắt một lần là xong xuôi hết. Vâng. Không bị xì xòe gì. Mà cái xi măng và bê tông thì nó rất là khỏe. Vâng. Cũng anh cũng là một người cũng vượt qua hoàn cảnh. Anh đang điều trị ung thư nữa. Vâng. Rất đang điều trị ung thư mà đi làm hồ đó. Vâng. Cũng là một cái sự cố gắng rất lớn. Cố gắng rất là lớn. Thì hôm nay bên cây tác sinh hóa được các cô bên phòng công tác tôi biết đó giới thiệu cho nên là đến đây để thăm bệnh nhân và hỗ trợ bệnh nhân một cái tiền nhé. Ở đây là số tiền là 2 triệu đồng. Đây là số tiền là 2 triệu đồng và số tiền này là của gia đình Đá Mỹ Nghệ tỉnh Hay đó. Đá Mỹ Nghệ tỉnh Hay cũng giúp cho gia đình là 2 triệu đồng. Rồi cũng chúc cho anh mau lành, mau khỏi về đi về nhé. Chứ vợ ở nhà có đi làm cái gì không? Không, em thì từ hồi anh tại rồi không đi làm thì chỉ có cô và anh chị là chị em thôi, bắt buộc phải đi làm việc. Anh chị có đau mấy cháu năm nay trong cái học viện này xong cháu đang đi làm công ty xin được 2 tháng rồi mà vừa rồi cháu cũng bị tai nạn, cháu đi làm công ty cố gãy mấy cái sườn rồi được mấy lại cũng bị tai nạn làm hố ngoài đây rồi thì rơi trên tầng 2 xin gãy mấy cái sườn thì cháu cũng lành rồi thế số thì là con đang đấy nhỉ? Cháu đang đi học lớp 9 nữa. Cháu năm nay mới lên lớp 9. Mà bố nhà chồng thì năm nay 9 mấy thôi. Mà anh cũng như là gia đình có 2 em, một anh với không mình chưa. Thì còn có một mình ở đây để nuôi bố mẹ. Thì hoàn cảnh rất là khó khăn nhà.
Thì chị có đôi lời. Thay mặt cho phòng công tác xã hội và bệnh viện như khoa điều trị thì xin cảm ơn tấm lòng của cha và các anh chị Thảo Tâm đã giúp đỡ một phần khó khăn cho gia đình bệnh nhân. Cũng kính chúc là chị và anh thì sớm vượt qua những khó khăn này và đạt được cuộc sống và cảm ơn anh Vũ Văn Tỉnh đã Minh Nghệ tỉnh Hạnh đó. Cái số tiền này đáng lẽ là số tiền này là giúp cho bệnh nhân Linh hôm trước, nhưng mà bệnh nhân Linh đã có nhiều người giúp rồi, cho nên là ta xin phép được giúp lại cho bệnh nhân Lan ở đây. Nên là cảm ơn đã Minh Nghệ tỉnh Hạnh rất là nhiều, xin chúa chúc lành cả công việc học cho gia đình. Cảm ơn các bác sĩ và bác sĩ trực tiếp đấy ạ. Bác sĩ làm rất giỏi, trực tiếp. Bác sĩ kể mà nói được là bác nói, nhưng mà vì bác sĩ nói được là em nói đấy. Bác sĩ chồng em đi nhưng mà em cũng đã nên nói thì được 3 ca vào xin bác sĩ là chồng gia đình em mặt cái gì đó, bác sĩ cũng người em. Không có gì đâu. Bác sĩ Long từng nói cái ca mà đứt rời chi thể. Thì đến bác sĩ cũng chia sẻ, rồi em cũng chia sẻ hoàn cảnh thì bác sĩ cũng chờ bác sĩ giúp gia đình em tin trọng em ở đây. May mà gặp được bác sĩ Long cũng rất là anh ơi, thế thôi, cố gắng nhé. Con có biết bây giờ cha sửa với cha cũng xong nhá. Nó lớn tuổi chưa nhỉ? 你啥？然后呢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 
Vâng, cử động nên là rút ống ra ấy ạ, nên là lại vừa phải cố định lại. Cái chân này nãy giờ cứ gác lên trên đây, xong rồi tay cũng phải giật cả ống ra, xong rồi phải cố định lại, không có là bạn ấy lôi ra mất. Vâng, anh nhìn đây. Đấy, cấp rồi à. Quý ơi, anh buộc tay lại, anh cố định tay lại, không em giật mất ống ra nhá. Thật ra đến cầm nhá, đừng khóc nhé. Đúng rồi, đừng khóc, biết hết rồi. Đây là chị Nhân ạ, chị trưởng. Chị Nhân nhá. Chăm sóc cho các bệnh nhân ở đây là chị Nhân thực khách nhé. Rồi hôm trước thì qua sớm thăm cháu rồi, nhưng mà về thì cũng có người thương. Cái công đồng của những quả của các đúng không? 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 Thì hôm trước thì cha đi thăm cháu, thì hôm nay xuống thăm lại thì thấy cháu cũng có tiến triển rất là tốt rồi, rất là hy vọng nhé. Thì hôm nay mình đặt đi thăm, đây là cái số tiền của một chiếc đồng của chị Út Oanh nhé. Út Oanh là cái chiếc cà phê Út Oanh trên phố Cống nhà hàng Cống, để giúp cho cháu một chiếc đồng nhé. Út Oanh nhé, thế là nhà hàng chiếc 2 triệu nhé.
thì cháu cũng có tiến triển tốt lắm. Có nghĩa là có cái chị Oanh, đây là mẹ của cháu Hiền như này. Gia đình có hai người con thôi, mà một người con trai năm ngoái nè, 6 năm rồi, bị tai nạn, cháu không có quà được. Nhưng bây giờ đến em thì như vậy, nhưng rất là may thì cháu cũng đã có tiến triển rồi, tích cực, rất là có tín hiệu tốt. Cảm ơn các anh, cảm ơn các công nhân của tài ta sử dụng, cảm ơn gia hàng rất nhiều và thêm giúp đỡ cho gia đình của cháu nhé. Cảm ơn Mai và người dưỡng nhé. Cảm ơn các anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh nhé. Nếu mà ai có đi qua xuất sống đó, thì đến tiệm sông đi chè, cái gì chè, cái gì chè đá, phố cống quý anh ủng hộ cho quý anh. Thế này cái đầu bây giờ có máu có cái này thì giờ chấn thương não thì nó ngủ rồi tác nghiệp rồi, nhưng mà cái hồi phục về thọ não phải cần thời gian rất là lâu dài. Đối với em thì chị ra nó phát triển tốt, tốt. Và thứ hai là nó thanh niên, đang trẻ, cái khả năng hồi phục tốt hơn. Vâng. Nghe đấy, mình nhìn đấy, bạn ấy nhanh nhẹn rồi. Không có ai không đây, em anh cứ để rổ thì điều trị ra rồi. Đúng rồi. Thì là anh như thế nào cũng là cái gì bạn ấy khi ra cảm giác cảm xúc không có chiều bạn khi về xong thôi cố gắng rồi chăm sóc cho cháu nhé các cha này, rồi mọi người rồi hợp ý được cầu nguyện cho cháu được bình an, mau bình phục để đi về nhé. Không có rồi, rồi gia đình có hai người con mà một thì bị vậy rồi, bây giờ còn đứa con duy nhất nữa thì vậy rồi nhé. Rồi chúc cho bà khỏe nhé, để mà chăm con nhé. Rồi cảm ơn các ân nhân. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!